sau đó thì Hiền cũng có lên báo, cũng trả lời rồi. Nhưng cái đoạn mà ví dụ như Hiền khóc này kia thì cái đấy chính là cái mà khiến cho mọi người nghĩ, mới nghĩ như là cái mà em đang nói. Thực ra thì anh có nên nói thật không? Mình hỏi nên nói gì vậy? Có nên nói thật hết rồi, mình phỏng vấn gì vậy? Bên bạn với chị Thương như thế nào? Nếu mà chị Thương không muốn nói về sự việc thì thôi, em hãy tự do. Thực ra cái gì nhỉ? Chị muốn hỏi là tại vì nếu như mà em nói là em không có muốn nhắc đến chuyện tình cảm này kia thì tại sao cái lúc đó khi mà cái sự vụ đang diễn ra thì mình không im lặng luôn mà lúc đó mình lại lên tiếng? Thực ra lúc đó Hiền lên tiếng không phải là Hiền để Hiền thanh minh, mà là để Hiền, không phải Hiền lên để Hiền giả tạo. Tại vì bây giờ người ta đã nhìn mình theo cái hướng mình chưa có tên tuổi, dù mình khóc người ta sẽ kêu mình giả tạo, mình im lặng thì người ta kêu mình sợ. Nói chung mình làm cái gì thì người ta cũng có cái định kiến với mình rồi, cho nên lúc đó thì Hiền lên lúc đó Hiền lên cũng trả lời phỏng vấn. Nhưng mà khi tới chiều thì anh Su Binh lên cái bài đó thì Hiền không muốn ồn ào nữa, cho nên đã cắt bớt một số cái câu hỏi và những cái câu trả lời liên quan tới cái chuyện tình cảm, và bên phía anh Su Binh đã tự trả lời, cho nên là Hiền không có muốn kiểu mình cũng muốn xoa dịu cái đó, tại vì Hiền không muốn là cái chuyện này nó quá kéo dài, cho nên nếu bên đó đã trả lời thì bên Hiền sẽ im lặng. Tất cả mà bên anh Su Binh trả lời đó, có đúng không? Hiền không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng mà anh Su Binh nói như thế nào thì mọi người cứ nghĩ như thế đi. Hiền cũng, chuyện này đã qua rồi và Hiền cũng đã vượt qua rồi. Người nào đi thì Hiền cũng để cho người ta đi thôi, Hiền không có cái gì nuối tiếc cả. Cho nên là mọi người cứ nhìn nhận mọi việc một cách thoải mái nhất, yêu nhau và chia tay thôi. Nhưng mà bây giờ khi mà nhìn lại cái mối tình đấy thì mình có cảm thấy là tiếc nuối không, hay là đó cũng là một cái khoảng thời gian đẹp của mình và mình đẹp, nhưng mà nó cũng rất là nhiều sóng gió. Thì sóng gió thì mọi người cũng đã nhìn thấy rồi. Hiền không có gì phải tiếc nuối cả. Khi những người ra đi thì sẽ có những người ở lại. Khi người ta ra đi thì Hiền mới biết được là bên cạnh mình còn có những người mang lại cho mình những cái tiếng cười, những cái niềm vui, những cái sự an toàn khác, chứ không phải là một ai đó để mình phải níu kéo cả. Thế bây giờ thì mình khi mà nếu mà gặp nhau ngoài đường hay là ở sự kiện gì đó thì mình có thoải mái để mà có thể là chào nhau, hỏi nhau hay nói chuyện với nhau, hay là mình chia tay thì như người xa lạ? Hiền chưa có gặp bao giờ nên Hiền không biết trường hợp đó như thế nào, nhưng nếu mà Hiền gặp thì Hiền chào bình thường. Người nào qua rồi thì qua rồi, chuyện qua rồi thì sẽ qua thôi. Nhưng mà mình cứ kiểu... phải định kiến về chuyện đó hoài thì mình là người khổ mà. Nhưng Hiền không định kiến gì về chuyện đó cả. Là vì chị thấy là thường là thiệt thòi trong cái chuyện này thì em là người thiệt thòi hơn, thì mình lúc đấy mình có cảm thấy là mình có một sự trách móc hay gì đó không? Có, lúc trong đó thì có, nhưng mà lúc đó thì Hiền có chứ, đối với ai cũng vậy thôi. Nhưng mà Hiền không phải là trách móc Su Binh hay là trách móc cái gì cả, mà Hiền đã trách móc chính bản thân mình là tại sao khi sự việc xảy ra mình lại không ngồi lại với nhau và tìm một cái